Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin VNews ngày hôm nay. Thưa quý vị, Dương Kinh là một trong những quận của Hải Phòng có số lượng golfer đông đảo. Sau một thời gian dài ấp ủ, câu lạc bộ golf Dương Kinh đã được thành lập và chính thức ra mắt cộng đồng golf Việt vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Đã chính thức ra mắt tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng với sự tham dự của gần 120 golfer là thành viên câu lạc bộ và khách mời. Hòa mình vào sự phát triển chung trong phong trào chơi golf của thành phố Hải Phòng, quận Dương Kinh hiện nay đã có khoảng 500 người chơi golf, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng. Câu lạc bộ Dương Kinh ra đời nhằm tạo sân chơi cho những người yêu golf trên địa bàn quận, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi về golf, đồng thời trao cho nhau những cơ hội, hợp tác làm ăn nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các golfer, các doanh nghiệp ở Dương Kinh. Sau cái đại hội lần thứ 6 của Hội Hữu Hải Phòng, thì chúng tôi đã củng cố lại toàn bộ cơ cấu của ban chấp hành, nên là cũng mở rộng cái phong trào của thể dục thể thao nói chung và đặc biệt là môn golf nói riêng, là đã củng cố tốt cái phong trào cỏ golf, đặc biệt là các cái thành viên mở rộng rất nhiều. Hiện tại là Hội Golf Hải Phòng từ con số hơn năm chưa được 300 người đến hiện tại bây giờ là gần 2.000 hội viên, trong đó là các câu lạc bộ từ con số là khoảng hơn chục câu lạc bộ đến bây giờ chúng tôi đã có khoảng gần 30 câu lạc bộ, đặc biệt là trong thời gian gần đây là rất nhiều câu lạc bộ mới được thành lập, trong đó có câu lạc bộ Dương Kinh và một số câu lạc bộ chuẩn bị đợt tới là cũng thành lập một số câu lạc bộ trong các quận huyện. Cũng rất là vui là các quận huyện bây giờ đều có câu lạc bộ riêng của mình. Thì bản thân thì cũng rất là vui mừng được đón tiếp cái câu lạc bộ mới. Trong cái câu lạc bộ Dương Kinh thì hầu như là cũng toàn là các anh cũng kỳ cựu và có kinh nghiệm trong cái môn golf của Hải Phòng. Hôm nay cái sự kiện câu lạc bộ Dương Kinh, golf Dương Kinh ra mắt thì chúng tôi là trong ban chấp hành cũng như là các câu lạc bộ thành viên của hội golf rất là vui mừng vì Hải Phòng có thêm một câu lạc bộ, tức là sẽ thêm được sức mạnh và thêm một cái câu lạc bộ để mà quy tụ được các golfer trong tập luyện và thi đấu và là thành viên của hội golf Hải Phòng. Giải golf ra mắt câu lạc bộ golf Dương Kinh có sự tham dự của gần 120 golfer thi đấu tại 3 bảng A, B, C theo handicap. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, golfer Nguyễn Văn Tám đã giành chức vô địch giải với gross 74. Giải nhất nhì 3 bảng A lần lượt thuộc về các golfer Vũ Đức Hưởng, Đào Viết Phương, Bùi Đức Kiên. Giải nhất nhì 3 bảng B lần lượt thuộc về các golfer Bùi Thanh Tùng, Lê Hữu Minh và Phạm Xuân Thu. Giải nhất nhì 3 các bảng C lần lượt thuộc về các golfer Dương Thị Kim Ngân, Đoàn Thanh Hải và Bùi Thúy Hằng. Tại lễ trao giải, câu lạc bộ cũng đã công bố danh sách ban điều hành hiện tại, gồm chủ tịch câu lạc bộ là ông Vũ Ngọc Sinh, tổng thư ký Bùi Đức Kiên, phó chủ tịch thường trực Bùi Mạnh Tân, phó chủ tịch tài chính Phạm Xuân Thu, thư ký Đào Viết Phương, thủ quỹ kế toán Đào Thu An, Thu Hương. Hiện nay thì trên địa quần bàn quận Dương Kinh thì cũng tương đối nhiều, nhưng mà khi mà mới thành lập ra thì đã có 63 người đăng ký tham gia câu lạc bộ trong một thời gian rất là ngắn. Sau cái buổi ngày hôm nay ấy, thì là câu lạc bộ cũng đã có một cái chương trình, tức là ngày buổi ra mắt, sau đó sẽ thành lập cái đội tuyển của câu lạc bộ để luyện tập để đi giao lưu những giải, ví dụ thành phố, chúng tôi sẽ chuẩn bị tổ chức cái giải giao các câu lạc bộ thành phố thì sẽ giao lưu, sau đó sẽ giao lưu với các tỉnh bạn. Hy vọng câu lạc bộ Dương Kinh sẽ là nơi để các golfer tăng cường giao lưu, hợp tác trong môi trường lành mạnh, cùng đưa golf ở quận Dương Kinh phát triển nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Hôm qua là một ngày chủ nhật đáng nhớ đối với Tâm Kim, khi anh bảo vệ chức vô địch Serena Williams Open, mang về cho mình chiến thắng thứ 3 trên PGA Tour. Trong tuần vừa qua tại Las Vegas, Tâm Kim đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 3 khi có kết quả 62 gậy âm 9. Ở vòng chung kết, golfer 21 tuổi đã ghi 66 gậy âm 5 để đạt tổng điểm âm 20 và bảo vệ thành công danh hiệu của mình, đồng thời mang về chiến thắng thứ 3 trên PGA Tour. Năm ngoái, khi Tom Kim giành chiến thắng China Children's Open mà không mắc bogey nào, năm nay anh mắc 7 bogey và 1 double bogey nhưng đã bù đắp những sai lầm đó bằng 27 birdie và 1 eagle. Adam Hadwin, người đã chơi cùng Tom Kim trong cặp đấu cuối cùng, đã thực hiện một cú putt birdie ở hố cuối cùng để kết thúc ở vị trí thứ 2 với âm 19 gậy. Một nhóm 4 golfer cùng xếp vị trí đồng hạng 3 với âm 18 gậy, bao gồm ứng cử viên cho danh hiệu tân binh của năm Eric Cole,
Alex Noren, JT Boston và Taylor Pendrith. Brocco FK đã bảo vệ thành công chức vô địch Live Golf Jeddah sau khi đánh bại Taylor Good ở hố playoff thứ hai. Brooks Koepka đã chơi xuất sắc ở vòng đầu thứ hai LIV Golf Jeddah 2023 khi đánh âm 8 gậy và độc chiếm ngôi đầu bảng với tổng điểm âm 12. Nhưng ở vòng chung kết, Koepka đã vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ của Taylor Good, thành viên của đội Range Golf đã ghi tới 8 điểm bất đi, qua đó cán mốc điểm âm 14. Trong khi Koepka chỉ có kết quả âm 2 gậy ở vòng cuối, điểm bất đi ở hố 18 đã giúp Koepka cân bằng điểm số với Good và cả hai bước vào vòng thi đấu playoff. Sau khi hòa nhau ở hố đầu tiên với cùng điểm bất đi, Brooks Koepka đã trở thành nhà vô địch khi anh ghi điểm bất đi để đánh bại Taylor Good. Đây là chiếc vô địch thứ 3 trong sự nghiệp LIV Golf của Brooks Koepka và thứ 2 trong mùa giải sau chiến thắng ở Orlando trước thềm The Masters hồi tháng 4. Với chiến thắng này, Brooks Koepka không chỉ giành được 4 triệu USD từ giải đấu mà còn đẩy Bryson DeChambeau ra khỏi top 3 trên bảng xếp hạng mùa giải và kiếm thêm 4 triệu USD khi đứng thứ 3 trong cuộc đua tính điểm cả mùa giải. Trong khi đó, với việc về nhì, Taylor Good trở thành người chơi xuất sắc nhất mùa giải khi trước đó anh đã có 3 chiến thắng, lần lượt là Andalusia, Singapore và Adelaide. Good giành được 18 triệu đô tiền thưởng. Giải đấu khép lại mùa giải của LIV Golf sẽ diễn ra vào tuần tới tại Trump National, Miami với thể thức thi đấu đồng đội. Trên LPGA Tour cuối tuần qua cũng phải cần đến loạt play-up mới tìm tay được nhà vô địch của Buick LPGA Shanghai Champion. Chiến thắng đã gọi tên Angel Yin của Mỹ. Angel Yin đã bắt đầu vòng cuối cùng ở vị trí đồng dẫn đầu với Maha Stork. Yin đã có cho mình điểm bogey đầu tiên ở hố số 4. Tuy nhiên, điểm bogey ở hố số 6 đã khiến cô bị loại khỏi vị trí dẫn đầu. Thế nhưng, với điểm bogey ở hố 9 và 17, điểm pa ở hố 18 đã giúp cô có vòng đấu 70 gậy âm 2. Với kết quả này, Angel Yin đã kết thúc giải với tổng điểm âm 14, cân bằng điểm số với Lilia Vũ, golfer đánh 68 gậy âm 4. Cả hai bước vào loạt trận playoff. Sau cú đánh tốt vào fairway, cả hai đều đưa bóng on green ở cú đánh thứ hai. Tuy nhiên, bóng của Lilia Vũ ở vị trí xa hơn và cô phải mất đến 2 putt để đưa bóng vào lỗ. Còn Angel Yin đưa bóng về gần hố hơn và thực hiện thành công cú putt birdie để mang về cho mình chiếc vô địch Buick LPGA Shanghai Champion. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin cảm ơn Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo Thế hệ mới AI Clip, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp Xử lý Dữ liệu VB đã tài trợ giọng đọc và MC cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.